Nghi thức kiểm điểm trước dân và ép buộc từ bỏ tín ngưỡng tại Việt Nam Tây Nguyên. Chính quyền Việt Nam kiên quyết ép buộc người Tây Nguyên tuyên bố công khai từ bỏ đạo, bất chấp quy định của Nghị định 22 nghiêm cấm ép buộc từ bỏ tín ngưỡng trong suốt năm 2010 và đầu năm 2011. Hàng trăm người Tây Nguyên ở Tây Nguyên bị ép buộc hoặc đe dọa phải bỏ tin lành đại gà tại các buổi kiểm điểm trước dân bằng các hình thức bắt ký cam kết hoặc do bị dọa nạt trong các buổi làm việc riêng với công an hoặc chính quyền địa phương. Ngày 2 tháng 10 năm 2010, báo Gia Lai đưa tin công an huyện Đức Cơ phối hợp với các cơ quan chính quyền các cấp tổ chức đưa ra kiểm điểm trước dân làng hàng chục thành viên tin lành đại gà và phun rô phản động kể từ đầu năm nay, trong đó có 34 người ở xã Yạc La ký cam kết từ bỏ phun rô và tin lành đại gà. Báo chí nhà nước thường đưa tin rằng về các buổi kiểm điểm trước dân như vậy, trong một cuộc họp quần chúng vào ngày 24 tháng 9 năm 2010 ở huyện Gia Suôm, tỉnh Gia Lai, 24 người đã tự nguyện từ bỏ tin lành đại gà và tổ chức hoạt động phun rô và trở về với cộng đồng. Theo một bài báo trên tờ Quân đội Nhân dân, cán bộ địa phương kết hợp chặt chẽ với chỉ huy quân sự tỉnh, trưởng ban, già làng và gia đình những người lầm lỡ để cải hóa họ, theo như công bố trong bài báo. Tín đồ Công giáo, người Tây Nguyên ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk cũng bị sách nhiễu, ép buộc bỏ đạo, bị bắt bớ, nhất là những người bị cho là tín đồ của dòng Công giáo Hà Môn. Trong 6 tháng cuối năm 2010, giới quan chức ở Tây Nguyên tăng cường phê phán, cáo buộc rằng các tổ chức phun rô lưu vong ở nước ngoài đã lợi dụng đạo Hà Môn này. Vào hồi tháng 11, báo chí nhà nước đưa tin rằng tà đạo này đã lan từ một số huyện ở tỉnh Gia Lai sang tỉnh Đắk Lắk ở phía Nam. Cũng trong tháng 11, giáo mục giáo phận Kon Tum Michel Hoàng Đức Oanh công bố một mục vụ thư trong giáo xứ để bày tỏ quan ngại về việc chính quyền địa phương cản trở ông làm thánh lễ và sách nhiễu, đe dọa giáo dân. Bất chấp lá thư này, công an vẫn ngăn cấm ông không được mừng lễ Giáng sinh và giáo dân trong giáo xứ của mình ở huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Ví dụ về các vụ gây áp lực, đe dọa hoặc ép buộc người dân từ bỏ tín ngưỡng hay sách nhiễu và đấu tố vì bị nghi là tham gia các hoạt động chính trị bằng các buổi lễ thú tội trước đông người trong năm 2010, bao gồm các vụ việc sau, đều được đăng tải trên báo chí nhà nước. Ngày 6 tháng 6 năm 2010, trong một buổi lễ công cộng ở huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông nhằm phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, hai người đàn ông bị đưa ra trước đám đông để thú tội đã ủng hộ tin lành đại gà và phun rô. Kể từ tháng 6 năm 2010, các quan chức Tây Nguyên tổ chức phong trào tuyên truyền chống một dòng đạo Công giáo có tên gọi là đạo Hà Môn, đặt theo tên xã nơi sinh của người sáng lập dòng đạo này. Từ khi được thành lập ở Kon Tum vào năm 1999, được biết dòng đạo này đã phát triển sang Gia Lai và Đắk Lắk với tổng số tín đồ tại ba tỉnh lên tới 2.500 người tín đồ. Theo thống kê báo chí nhà nước, giới chức chính quyền cho rằng những phần tử phun rô lưu vong đang lợi dụng sự phát triển của dòng đạo này để phá hoại khối đoàn kết dân tộc và an ninh quốc gia. Những nghi thức ép buộc công khai từ bỏ đạo và kiểm điểm trước dân được tổ chức ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk để người dân thú nhận sai lầm và ký kết từ bỏ đạo này. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2010, báo chí nhà nước đưa tin 97 hộ dân, tức là 297 người tự nguyện từ bỏ đạo tin lành đại gà ở các làng Tóc và Rô thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trong tháng 9 năm 2010, công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi kiểm điểm trước dân ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong một buổi lễ như vậy vào ngày 29 tháng 9, 50 người dân từ 4 buôn làng trong huyện Đức Cơ, Gia Lai bị đưa ra trước đám đông dân làng công khai kiểm điểm vì đã gây rối an ninh trật tự
vào ngày 25 tháng 8. Sau khi thú nhận lỗi lầm, họ cam kết từ bỏ phần rồ và tiến lành Dega. Trong tháng 10 năm 2010, báo chí nhà nước đưa tin 567 hộ dân tại huyện Krungpa, tỉnh Gia Lai có liên quan tới tiến lành Dega đã cam kết từ bỏ đạo với ông trưởng thôn hàng ngày tới thăm để gây áp lực lên 15 hộ dân, buộc họ cam kết từ bỏ tin ngưỡng của mình. Trong tháng 11 năm 2010, báo chí nhà nước đưa tin về các hoạt động tiếp tục đấu tranh loại bỏ tin lành Dega ở các huyện Yagrai và Đức Cơ, với các lực lượng biên phòng tham gia phá vỡ các ổ nhóm phản động của tin lành Dega ở vùng biên và đưa các đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2010, một buổi kiểm điểm trước dân được tổ chức ở Buôn Rinh, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó có các tín đồ của dòng Công giáo Hà Môn tự nguyện thú nhận lỗi lầm và ký cam kết từ bỏ tà đạo Hà Môn này. Các vụ việc khác về ép buộc từ bỏ tín ngưỡng và đưa ra kiểm điểm trước đông người. Năm 2010, xung đột ở nông trường cao su, qua đấu tranh, các đối tượng cốt cán đã cúi đầu nhận tội và kiểm điểm trước dân làng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Prong. Tháng 9 năm 2010, tính đến đầu năm 2010, kế hoạch 3 năm của chính quyền Việt Nam nhằm truy quét các đối tượng phản động Phun Rô và bảo đảm an ninh trật tự ở Tây Nguyên đi gần đến ngày dự định kết thúc vào tháng 4. Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thắng lợi của phong trào trong công tác đấu tranh chống các hoạt động tôn giáo trái pháp luật và các hoạt động lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá cách mạng, đặc biệt đã đấu tranh xóa bỏ hoạt động nhen nhóm phục hồi tin lành Dega trên địa bàn kể từ năm 2001. Vị này cho biết công an tỉnh đã phát hiện hàng ngàn người liên quan đến Phun Rô và tin lành Dega, thu hàng trăm tài liệu và cờ phản động của Phun Rô, dập tắt gần 30 âm mưu kích động béo tình hoặc gây rối đông người, phát hiện và ngăn chặn 412 người có ý định vượt biên trái phép sang Campuchia và tiếp nhận hàng trăm người từ Campuchia hồi hương. Báo Gia Lai đưa tin về thành tích của phong trào tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai như sau: chiến dịch bóc gỡ hàng ngàn đối tượng, trong đó có hàng đối tượng là cơ sở ngầm của Phun Rô, vận động 284 đối tượng ra tự thú, triệt phá 14 đường dây tổ chức đưa người trốn sang Campuchia và tiếp nhận 229 trường hợp hồi hương, tiến hành phá rã gần 90 khu ngầm của bọn phản động Phun Rô tin lành Dega, bắt và vận động ra đầu thú 45 đối tượng, xóa sổ 5 nhóm Phun Rô lẩn trốn, trong đó có 2 chuyên án truy bắt số đối tượng cầm đầu Phun Rô trốn ra rừng chỉ đạo kích động gây rối, thu giữ 106 điện thoại di động SIM và một số tài liệu phản động. Nhiều tin bài trên báo chí nhà nước nói về phong trào 3 năm ở Tây Nguyên từ giữa năm 2007 đến giữa năm 2010, cũng như những chuyên án trước đó như chuyên án 1200 ngày tháng 8 2006, tháng 7 2009, tập trung truy quét những phần tử phản động Phun Rô ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và phong trào năm 2004-2005 ở hai huyện Đắk Đoa và Chư Sê, với hơn 147 đối tượng bị bắt, trong đó có cả Bà Hùng, một kẻ cầm đầu bị bắn bị thương trong khi truy bắt và đang thụ án 12 năm tù, Ngọc Diệp, Cơ Sở Vui, Phòng Cảnh sát Cơ động Bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp, nỗ lực làm nhiều việc tốt. Tới giữa năm 2010, được biết có 4 vụ xung đột đã xảy ra giữa dân làng người Tây Nguyên và bảo vệ điện đồn điền cao su ở huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 6. Để biết thêm chi tiết, điều này khiến chính quyền tăng cường công kích tin lành Dega, vì họ cho rằng những vụ gây rối là do tin lành Dega cùng với những người Tây Nguyên ở nước ngoài kích động gây nên bạo loạn này. Chính quyền gia tăng sự hiện diện an ninh tại 3 huyện biên giới Đức Cơ, Gia Rai và Chư Prong và tăng cường truy tầm những kẻ cầm đầu tin lành Dega ngoan cố. Trong tháng 8, báo chí nhà nước đưa tin về một chuyên án của công an huyện Krungpa, tỉnh Gia Lai nhằm truy quét các tín đồ tin lành Dega, những người mà họ cho rằng đã kích động công an chuyển thông tin và những cáo buộc không đúng sự thật cho các tổ chức ở nước ngoài và tiến hành những âm mưu gây rối khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, đội an ninh công an huyện Krungpa
kịp thời phát hiện hoạt động của các đối tượng này, bóc gỡ triệt để, buộc các đối tượng này phải khai nhận âm mưu của mình, thủ đoạn lợi dụng đạo tin lành để hoạt động cho phân rồ, chống chính quyền, từ đó ngăn chặn kịp thời âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn trên địa bàn huyện. Ngày 25 tháng 8, công an bắt giữ 4 lãnh đạo tin lành Dega ở Chư Rồng, Rmahit, Kupusto, Kabathom và Rlan Klan. Họ bị cáo buộc đã kích động trộm cắp và gây rối trật tự. Vào tháng 6, theo báo Gia Lai đưa tin, tại nơi ở của các đối tượng này, cơ quan công an đã thu giữ được danh sách thống kê số người tham gia nhóm họp, nộp tiền, một số giấy tờ liên quan đến các đối tượng phản động hiện đang bị giam giữ tại các trại cải tạo để VCD tuyên truyền cho cái gọi là tin lành Dega, nhà nước Dega. Báo chí nhà nước không đưa tin về các vụ gây rối ở đồn điền cao su cho đến tận tháng 9, tức là gần 3 tháng sau khi xảy ra các vụ việc trên. Một bài báo Gia Lai đưa tin về thắng lợi của kế hoạch 01CAQS ở Gia Lai của công an tỉnh và huyện phối hợp với binh đoàn 15 nhằm bảo đảm quốc phòng và an ninh. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.